Vì sao Tổng thống Ukraine Zelensky đặt cược vào chiến thắng của ông Trump? Trên các bài báo và đánh giá, sự trở lại Nhà Trắng của ông Donald Trump giống như cơn ác mộng tồi tệ nhất của Ukraine. Vì vậy, thật bất ngờ khi biết rằng nhiều quan chức cấp cao nước này đang hy vọng vào chiến thắng của ông Trump, Ukraine đã chuẩn bị cho một ván cược. Ván cược của Ukraine Không lâu sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có kết quả, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhanh chóng chúc mừng chiến thắng của ông Trump và nói một cách hòa mỹ rằng chúng tôi mong đợi vào kỷ nguyên của một nước Mỹ hùng mạnh dưới sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump. Đây không chỉ là những lời nhận xét cường điệu. Ở phía sau hậu trường, các quan chức Ukraine ngày càng bày tỏ sự thất vọng trước những điều mà họ mô tả là sự tự kiềm chế của chính quyền Tổng thống Biden. Thói quen lo sợ leo thang căng thẳng với Nga đến mức tê liệt và khoảng cách ngày càng lớn giữa những tuyên bố đứng về phía Ukraine lâu nhất có thể và các hành động thực tế cho thấy điều ngược lại. Việc Mỹ từ chối cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào trong nước Nga. Sự trì hoãn dai dẳng trong việc cung cấp viện trợ quân sự, kể cả các gói đã được phê duyệt, và việc không thể đưa ra các đảm bảo an ninh vững chắc ngày càng bị coi là yếu đuối. Tuy nhiên, chiến thắng của ông Trump có thể mang đến cho ông Zelensky một lối thoát khỏi tình trạng bế tắc trong kịch bản tốt nhất hoặc chịu thất bại trong kịch bản tệ nhất. Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã cam kết chấm dứt xung đột ở Ukraine trong 24 giờ. Không ai, có lẽ ngay cả bản thân ông Trump biết kế hoạch hòa bình của ông thực sự bao gồm những gì hiện tại các quan chức Ukraine đang làm việc theo hai công thức công khai kế hoạch đầu tiên có liên quan đến lập trường của phó tổng thống đắc cử G.D. Vance sẽ chứng kiến cuộc xung đột bị đóng băng theo tiền tuyến hiện tại và Ukraine buộc phải trung lập mà không có đảm bảo an ninh rõ ràng hay sự hạn chế nào đối với nga kế hoạch thứ hai mà Ukraine rất ủng hộ đã được cựu ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra trên Wall Street Journal Kế hoạch này tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine như một biện pháp gian đe với Moscow, đồng thời vẫn để ngỏ triển vọng trở thành thành viên NATO. Theo The Economist, khả năng ông Trump bán đứng Ukraine là không cao, một phần là do ý kiến trong Đảng Cộng Hòa. Với tư cách là một chính trị gia ưa giao dịch, ông Trump có thể sẽ yêu cầu một điều gì đó từ Ukraine để đổi lại. Sự thay đổi ở Washington diễn ra vào thời điểm khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Sau một năm đối mặt với cuộc tấn công của Nga, Ukraine đã trải qua tháng tổn thất nhiều nhất về lãnh thổ kể từ năm 2022, khoảng 620 km vuông. Nga đang di chuyển tới nhiều điểm và đẩy nhanh tốc độ tiến công. Có vẻ như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Ukraine buộc phải rút khỏi vùng đất cao chiến lược quanh Kurakhov ở tỉnh Donetsk. Mối lo ngại hiện nay không phải là những gì xảy ra trên tiền tuyến mà là những gì nó tiết lộ về các căng thẳng phía sau. Trong bối cảnh lòng tin giữa xã hội, quân đội và giới lãnh đạo chính trị bị phá vỡ. Ukraine đang phải vật lộn để thay thế những tổn thất trên chiến trường bằng chế độ nghĩa vụ quân sự, nay mới chỉ đạt được 2 trên 3 mục tiêu. Một chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine thừa nhận đã có sự suy sụp tinh thần ở một số khu vực tồi tệ nhất của mặt trận. Một nguồn tin trong Bộ Tổng Tham mưu cho biết gần một phần năm binh lính Ukraine đã bỏ trốn khỏi vị trí của họ. Dù vậy, nhìn chung, không có dấu hiệu nào cho thấy tất cả binh lính Ukraine sắp từ bỏ chiến đấu. Hiện nay, Họ có đủ vũ khí để chống trả và đủ lãnh thổ để lui về nếu mọi chuyện diễn biến xấu. Ukraine vẫn còn nhiều vũ khí Mỹ hỗ trợ đang trong quá trình hoặc sắp chuyển giao. Trong khi đó, Nga cũng chịu áp lực riêng, chưa kể đến lạm phát cao, có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng trong năm tới. Tuy vậy, có vẻ như Ukraine sẽ phải chịu áp lực trước, có lẽ trong khoảng 6 tháng tới. Ông Trump chắc chắn muốn hoàn tất thỏa thuận trước thời điểm đó, có lẽ là trước khi ông trở lại phòng bầu dục ngày 20 tháng 1 một yếu tố chưa biết hiện nay là những tính toán của ông Putin. Các nguồn tin thân cận với nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra những tín hiệu trái ngược nhau về thiện chí đàm phán của ông, sẵn sàng đóng băng xung đột dọc tiền tuyến hiện tại một ngày nào đó, thúc đẩy điều gì đó tương tự như sự đầu hàng của Ukraine. Một nguồn tin khác thì thận trọng cho rằng các vấn đề phức tạp khiến một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng trở nên không thực tế. Hơn nữa, bởi vì ông Putin nghĩ rằng các lực lượng của Moscow đang chiến thắng và với việc Ukraine ở thế yếu, nhà lãnh đạo sẽ có những tính toán của riêng mình. Với nhiệt độ hiện đang dao động quanh mức 0 độ C trên khắp Ukraine, Nga đang tiếp tục chiến dịch tấn công dữ dội vào phần lớn cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia này. Vì sao Nga ồ ạt tấn công Ukraine bằng UAV thay vì dùng tên lửa tầm xa? Nga đang tập kích ồ ạt Ukraine bằng máy bay không người lái, UAV, SAHED và các loại máy bay không người lái khác thay vì sử dụng tên lửa tầm xa. Trong số các mục tiêu của Nga có Kiev, nơi các cuộc không kích thường xuyên diễn ra, giới chức Ukraine cho biết lý do Nga hạn chế sử dụng tên lửa tầm xa. Ông Alexander Muzienko, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Quân sự và Pháp lý Ukraine cho rằng có một số lý do khiến Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV thay vì tên lửa. Thứ nhất, Nga đang gặp khó khăn trong quá trình chế tạo tên lửa. Moscow đã sử dụng số lượng lớn tên lửa tập kích Ukraine vì vậy họ cần thời gian để phát triển và chế tạo thêm. Điều đó không dễ dàng, ông Muzienko lưu ý. Ngoài ra cũng không loại trừ khả năng Nga đang tích lũy tên lửa cho những cuộc tấn công quy mô lớn hơn trong thời gian tới. Nhà phân tích Muzinko nhận định rằng, về mặt quân sự, Nga nhiều khả năng đã hoàn tất hầu hết giai đoạn chuẩn bị để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay chiến đấu, điều mà họ không thực hiện kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2024. Trên thực tế, Nga không thực hiện cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nào vào mùa thu. Tại sao họ không làm vậy? có thể họ muốn tích lũy nhiều tên lửa hơn nữa để tăng cường tập kích trước mùa đông và khiến cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine suy yếu, ông Muzinko suy đoán. Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga sử dụng UAV tấn công vào các thành phố và thị trấn của nước này hàng đêm. Đánh giá về vấn đề này, ông Muzinko cho rằng Moscow muốn thực hiện nhiều mục đích khác nhau, trước hết là gây tâm lý căng thẳng cho các lực lượng Ukraine. Tiếp theo là phá hủy một số cơ sở hạ tầng nhất định, và cuối cùng, Moscow muốn đánh lạc hướng, vắt kiệt sức hoặc áp đảo lực lượng phòng không Ukraine khi buộc họ phải hoạt động liên tục. Theo ông Muzienko, Nga thường thực hiện liên tiếp 3 đợt tấn công. Đầu tiên, Nga phóng máy bay không người lái để đánh lạc hướng. Đây thường là máy bay không người lái không mang chất nổ hoặc vũ khí. Chúng có trọng lượng khá nhẹ, với bình chứa khoảng 10 lít nhiên liệu. Chúng chỉ cần bay để thu hút sự chú ý của một số hệ thống phòng không của Ukraine và khiến những hệ thống này mất phương hướng. Đợt thứ hai bao gồm máy bay không người lái SAHED kết hợp với máy bay không người lái mồi nhử. Đợt thứ ba, Markova chỉ sử dụng UAV SAHED tiến hành tập kích. Chuyên gia Muzienko chỉ ra rằng, việc tiết kiệm chi phí cũng là một trong những lý do khiến Nga tăng cường sử dụng UAV thay tên lửa. Điều cần quan tâm là chi phí. Theo dự đoán, từ năm 2025 trở đi, Nga sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề về kinh tế. Việc sản xuất máy bay không người lái luôn rẻ hơn tên lửa. Theo giới phân tích, Máy bay không người lái có thể được sản xuất ở quy mô lớn hơn với chi phí thấp hơn so với tên lửa. Đây có thể là lý do tại sao Nga lại ưa dùng UAV Shahed khi lựa chọn vũ khí để tấn công Ukraine và đặc biệt là thủ đô Kiev. Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sẽ làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine một cách từ từ, khiến những cuộc tấn công tên lửa của Nga trong tương lai trở nên hiệu quả hơn. Tại sao Kiev nằm trong tầm ngắm? Giới chức Ukraine cho biết, Hàng chục máy bay không người lái của Nga đã nhắm vào thủ đô Kiev trong một cuộc tấn công kéo dài 8 giờ đồng hồ vào đêm 6 tháng 11. Moscow đã triển khai UAV đơn lẻ và UAV bầy đàn xâm nhập không phận Ukraine từ nhiều hướng khác nhau, ở những độ cao khác nhau, trong một nỗ lực nhằm gây áp lực cho hệ thống phòng không Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã vô hiệu hóa 30 máy bay không người lái của Nga. Theo Cục Quản lý Quân sự thành phố Kiev, đối phương đã sử dụng các chiến thuật thông thường của họ nhưng một lần nữa không đạt được mục tiêu. Tất cả máy bay không người lái bay về phía Kiev đều bị vô hiệu hóa. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Kiev diễn ra hầu như hàng ngày trong thời gian gần đây. Nhiều vụ nổ xảy ra vào ban đêm và tiếng động liên tục của máy bay không người lái khiến thành phố luôn trong tình trạng cảnh giác. Hồi đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Nga đang triển khai máy bay không người lái xa hết với số lượng cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2023. Theo ông Muzinko, một trong những lý do khiến Kiev trở thành mục tiêu chính của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là vì Nga đang cố gắng thăm dò các hệ thống phòng không bảo vệ thành phố. Ngoài ra, Moscow có thể tận dụng vị trí địa lý để thực hiện điều này. Họ nhiều khả năng phóng UAV ở những khu vực không quá xa Kiev, chẳng hạn như tỉnh Kursk ở miền tây nước Nga. Kiev là thủ đô Ukraine do vậy nơi đây sẽ luôn nằm trong tầm ngắm của Nga dù có bất cứ lý do gì chăng nữa, ông Muzienko nhấn mạnh. Nếu như việc tấn công trên bộ là bất khả thi đối với Nga thì việc tấn công bằng UAV sẽ dễ thực hiện hơn nhiều. Thủ đô luôn là tâm điểm chú ý vì đây là trung tâm ra quyết định mọi hoạt động quân sự của Ukraine, chuyên gia Muzinko kết luận. Lực lượng của Ukraine đang phải gồng mình chống chọi với sức mạnh của quân đội Nga, vốn lớn hơn và được trang bị tốt hơn nhiều. Hỗ trợ của phương Tây đóng vai trò rất quan trọng đối với Ukraine để nước này trụ vững trong một cuộc chiến tiêu hao. Tuy vậy, ngày càng có nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu phương tây có thể duy trì sự hỗ trợ này trong bao lâu khi ông trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ tổng thống đắc cử donald trump đã nhiều lần phản đối mỹ tăng cường viện trợ cho ukraine